Kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, đó là chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng tư để chúng ta có thể dựng cửa, hoặc là tạo cửa, hoặc là tạo cửa ngõ, tạo cửa sổ, vân vân. Thì các quý vị và tất cả các anh chị luôn luôn lưu ý rằng là kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo 24 tiết khí chứ không bao giờ xem ngày theo 12 tiết. Thì theo kênh của tôi thì tôi phân tiết như thế này, là từ ngày 1 tháng 4 cho tới ngày 24 tháng 4 nó là tiết lập hạ và tiết tiểu mãn, cho nên nó là tiết của cái tháng 4. Và từ ngày 25 tháng 4 cho tới ngày 29 tháng 4, tại vì tháng 4 là tháng thiếu các quý vị, nó chỉ có 29 ngày thôi, cho nên á mà 5 ngày này thì nó thuộc về tiết mãn chủng. 5 ngày của cuối tháng 4, trên lịch nó đề là tháng 4 nhưng thực chất nó là tiết mãn chủng, nó là tiết của tháng 5. Thì cho nên chúng ta phải nói 4 ngày cuối tiết tháng 4, 5 ngày cuối tiết tháng 4 là của tháng 5. Đó, là nó đã bước qua tháng 5 rồi. Thì cái việc dựng cửa thì sau khi tôi đã biên soạn rất là kỹ lưỡng và tôi đã soạn ra được là 6 ngày, 6 ngày để chúng ta có thể làm. Trong đó các quý vị cần lưu ý cái ngày mùng 9. Thì ngày mùng 9 thì nó chỉ dựng cửa, cửa mà cửa nhà ở thì được, nhưng mà dựng cửa hàng để kinh doanh đồ đó, đó hoặc là tức là mình mở ra một cái quán, mình muốn dựng cửa thì mình không nên chọn ngày mùng 9 tháng 4, tại vì nó kỵ sửa cửa mà dạng cửa hàng kinh doanh. Tại vì nó không có thu tài được. Cho nên đó là chúng ta không cần phải mở cửa hàng trong ngày hôm nay, mà chúng ta dựng cửa là chúng ta dựng cửa cho cái nhà chúng ta thì được cái quý vị. Rồi còn ngày 12 và ngày 24 là ngày trung bình. Còn 3 ngày kiết thật sự đó là ngày 19, ngày 21 và ngày 28. Đó tổng cộng hết là 6 ngày mà tôi đã soạn cho tất cả các quý vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ không nói vòng vo, chúng ta sẽ đi thẳng vào bài luôn nha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Thìn, nó là hành mộc. Hành mộc thì nó kỵ người mạng thổ nha các quý vị. Nó là ngày trực bới, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 20 tháng 5 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 20 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày mùng 9 tháng 4. Và ngày này thì nó cực kỳ tốt cho cái việc dựng cửa, sửa cửa hoặc là tạo cửa, cửa ngõ hay là cửa sổ hay là cửa chính gì cũng đều là tốt cả. Thì bởi vì nó là ngày Thìn cho nên nó kỵ người tuổi Thìn, người tuổi Mão và người tuổi tuổi Tuất. Thì cái khung giờ tốt của nó là giờ Thân từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Từ giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút. Trong đó nếu mà chúng ta dựng vào buổi sáng thì nó rất là tốt, vào là giờ Dần. Mà giờ Dần thì dựng cửa thì nó rất là kỵ. Cho nên chúng ta cũng không dùng. Và các quý vị nên lưu ý là giờ Tý, giờ Thìn, giờ Tuất là cái giờ trùng tang. Chúng ta không nên dùng ba cái khung giờ này nha. Rồi, chúng ta bước tiếp qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày 12 tháng 4, ngày này thuộc về trung bình, dùng tạm thì được. Đó, ngày 12 tháng 4 năm 2021 âm lịch, năm Tân Sửu, ngày này là ngày Tân Mùi, nó thuộc về là hành thổ. Hành thổ thì nó khắc người mạng thủy. Thì nó là trực mãn, nó là ngày chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 23 tháng 5 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 23 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 4. Và ngày này nó là thuộc dạng trung bình, có thể dùng để sửa cửa, dựng cửa được hoặc là tạo cửa vẫn được luôn. Và bởi vì nó là ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, người tuổi Sửu và người tuổi Tý. Và khung giờ tốt của nó là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Trong đó là nó có hai khung giờ trùng tang chúng ta cần phải tránh, đó là giờ Thân
từ 15 giờ tới 16 giờ 59 phút và giờ thìn là từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút. Và chúng ta bước tiếp qua cái ngày 19. Ngày 19 thì tôi nhìn lại, tôi xem lại thì tôi thấy nó là ngày trực thâu, nó là ngày dằn đó, cho nên cũng là rất là kỵ vận cửa, chúng ta bỏ cái ngày 19 đi nha. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày 21. Ngày này là thuộc trực bới nè, cho nên cũng cực kỳ tốt. Ngày 21 tháng 4 năm 2021 âm lịch, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh thìn, nó thuộc về hành kim, kim là nó khắc một người mạng mộc. Nó là ngày trực bới, nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 1 tháng 6 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 1 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 4. Thì ngày này á thì nó rất là tốt cho cái việc dựng cửa, tạo cửa hoặc là mình sửa cửa đều tốt cả. Bất cứ là cửa gì, cửa ngõ, cửa sổ, cửa chính gì thì cũng tốt, tốt đều hết các quý vị. Thì cái giờ tốt của cái ngày hôm nay là giờ Thân từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút. Trong đó có 3 khung giờ trùng tan mà chúng ta cần nên tránh, đó là giờ Tý, giờ Ngọ và giờ Tuất. Giờ Tý, giờ Ngọ, đó là giờ Tý, giờ Ngọ và giờ Tuất chúng ta cần nên tránh. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày 24 tháng 4 năm 2021 âm lịch, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mùi, nó là hành mộc, mộc thì là khắc người mạng thổ, nó là ngày trực mãn, nó là thứ 6 hàng tuần, nó nhằm ngày 4 tháng 6 dương lịch. Ngày này thì nó thuộc về trung bình, dùng tạm thì được, thì tức là nói về việc dựng cửa, tạo cửa hoặc sửa cửa mà dùng vào ngày này cũng được, tại vì nó xếp về dạng trung bình. Giờ ngày này là ngày Quý Mùi, nó bởi vì nó là ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, người tuổi Tý và người tuổi Tuổi Sửu. Và giờ tốt của nó là từ 5 giờ tới 6 giờ 59 phút, đó là giờ Mão. Rồi giờ Tỵ là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút. Giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Đó là những khung giờ tốt để chúng ta dựng cửa. Nhưng mà ngày này nó thuộc về ngày trung bình. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày tốt cuối cùng của cái tháng 4 năm 2021, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày 28 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Ngày này là ngày Đinh Hợi, nó thuộc về hành thổ. Hành thổ thì nó sẽ khắc người mạng thủy. Nó là trực trắc, nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 8 tháng 6 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 8 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 4. Ngày này là nó thuộc về tiết mang chủng, cho nên nó là tiết của cái tháng 5 nha các quý vị. Và nó là ngày Hợi cho nên nó kỵ người tuổi Hợi, người tuổi Tỵ và người tuổi Thân. Và khung giờ tốt của nó là giờ thìn, từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút. Đó. Là chỉ có một khung giờ duy nhất này thôi. Và nếu mà chúng ta dựng cửa vào khung giờ sáng, vào giờ Sửu thì cũng cực kỳ tốt. Đó là từ 1 giờ tới 2 giờ 59 phút. Đó là vậy, là trong ngày này có hai khung giờ để chúng ta dựng cửa, đó là giờ Sửu và giờ thìn. Còn chúng ta phải tránh hai khung giờ trùng tan, đó là giờ Tỵ và giờ Mùi, chúng ta cần phải tránh. Giờ Tỵ là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút đó các quý vị. Và cái việc phân tích từng ngày thì đến đây cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ về cái việc dựng cửa thì chúng ta nên tránh những cái hung tinh nào. Thì đương nhiên là việc đầu tiên chúng ta nên tránh là ngày Tam Nương, ngày Nghiệp Kỵ, ngày Dương Công Kỵ Nhạc, ngày Sát Chủ, trong đó có sát chủ âm, sát chủ dương và sát chủ mùa. Rồi ngày Thọ Tử, ngày Trực Kiên, ngày Trực Phá, ngày Trực Định, ngày Trực Định. Đó. Rồi ngày Nghiệt Ểm, ngày Nghiệt Sát, ngày Chu Tước, ngày Thiên Tặc, ngày Địa Tặc, ngày Câu Dạo Hà Khôi, ngày Hoang Vu, ngày Tránh Tứ Phới, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày Thiên Địa Tranh Hùng. À, ngày Thiên Địa Tranh Hùng tức là hai ngày Địa Hùng và Thiên Hùng đó các quý vị. Giờ chúng ta phải tránh thêm ngày Diệt Một, rồi ngày Đại Sát Bóng Mù, ngày Con Nước, ngày Vẫn Vong. Đó. Thì chúng ta cũng tránh rất là nhiều ngày. Và sau khi chúng ta đã chọn ra những cái ngày này, chúng ta loại bỏ hết
và chúng ta sẽ chọn lại những cái ngày tốt thật sự và những cái ngày nào mà nó có nhiều, và những cái ngày nào mà nó như là ngày 12 với ngày 24 thì nó thuộc về nghiệp ếm, nhưng mà trong đó nó có cũng là khá nhiều kiết tinh nó che chiếu, cho nên chúng ta vẫn dùng được gọi là ngày trung bình, tức là nó hóa giải không có hết thì nó là nửa kiết nửa hung, thì chúng ta cho nó là ngày trung bình. Còn ngày nào mà nó mình nhắm mà nó có thể hóa giải hết thì chúng ta cho nó là ngày kiết. Thì quy giáo xem ngày tốt ngày đẹp của cái tháng tư để chúng ta có thể dựng cửa, tạo cửa hoặc là sửa cửa. Đến đây cũng đã hết rồi. Hành Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình có một ngày một phát triển mạnh lên, để Hành Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất cho nhiều video hay hơn nữa và bổ hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Giờ chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Chào, nhớ bấm nút đăng ký kênh cho mình nha. Chào.